Xin chào các bác ạ, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cài đặt để sử dụng được bộ cam wifi lắp trên chân gương. Đây là cam trước, em đặt ở đây ạ. Còn đây là cam sau. Khi các bác hoàn thiện xong rồi thì các bác sẽ tải một phần mềm về. Chúng ta sẽ vào Google File CH Play. Chúng ta sẽ chọn đây ạ, đây. Chúng ta sẽ tìm kiếm như của em là em đã tải rồi. Thư viện đây ạ, phần mềm này đây ạ. Chúng ta kích vào phần cài đặt. Chấp nhận. Các bác nhớ là lắp SIM đấy nhá. Lắp thẻ nhớ. Khi tải xuống thì chúng ta sẽ mở nó lên. Chờ một chút cho nó tải xuống nha các bác nhé. Đây ạ. Chúng ta bắt buộc phải bật wifi lên nhé. Khi đã cài xong rồi thì chúng ta mở nó lên. Chúng ta mở nó lên. Khi cài thì nó sẽ ở trên màn hình dự. Đây ạ. Chúng ta mở lên. Khi chúng ta mở lên thì đây ạ. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng Wi-Fi setting. Chúng ta sẽ chọn chúng ta sẽ phải bật đây, hiện tại đang sáng màu đỏ đây ạ. Chúng ta sẽ bật vào cái nút chụp ảnh cho nó chuyển sang màu xanh. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm ở đây ạ. Đây ạ. Đây ạ. Đây chính là chiếc cam mà chúng ta đang tìm kiếm đây. Ta kích vào đây ạ. Đang kiểm tra chất lượng cái lỗi internet. Rồi. Khi chúng ta đã kích vào rồi thì chúng ta back ra. Và đây hệ thống sẽ tự động khi chúng ta đã đăng nhập một lần rồi thì hệ thống sẽ tự động lưu lại ạ. Đây ạ. Mỗi lần chúng ta cần vào thì chúng ta chỉ việc kích vào xem thôi. Đây ạ. Đây là cam trước ạ. Đây là cam sau. Đây là cam sau. Nó lấy là cam sau, còn đây là cam trước ạ. Rất rõ nét. Các bác quan tâm với các sản phẩm về cam hành trình có thể để lại thông tin ạ, bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé.